Còn đây, các bạn có biết là con gì không? Đồng Việt sẽ là con chó, đồng Anh sẽ là con đất. Và tiêu là go 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 go. Thế người lạ sẽ sủa go 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 go. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay các bạn cùng học qua đen đồng vật với mình nhé. Đây không phải là những con động vật thật đâu các bạn ạ. Đây chỉ là những đồ chơi của mình thôi các bạn ạ. Mình mang ra mình học cho các bạn đây. Các bạn có biết không? Con bình thường á, tiếng Việt người ta gọi là con gà. Còn đâu là tiếng Anh mình sẽ gọi là chicken. Chicken. Các bạn đã nghe rõ chưa? Đấy chính là một con chicken đấy các bạn ạ. Con gà trống nó tự mà con gà trống nó kêu là a. Các bạn có biết là gì không? Tiếng Việt ta hay gọi là con ngựa pony, nhưng mà tiếng Anh mình sẽ gọi là bằng ha. Đó kêu là Còn đây, các bạn có biết là con gì không? Tiếng Việt sẽ là con chó, tiếng Anh sẽ là con đất. Và kêu là go 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 go. Thế người lạ sẽ sủa go 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 go. Các bạn có biết đây là con gì không? Đây là con fish các bạn ạ. Tiếng Việt mình hay gọi là con cá, tiếng Anh hay gọi là con fish. Và kêu là kêu này. Bởi đang đói giờ sẽ kêu như thế. Có biết đây là con gì không? Đây là con mao các bạn ạ. Nếu mà tiếng Việt người ta sẽ gọi là con chuột, tiếng Anh sẽ gọi là mouse. Còn đâu con này sẽ kêu là còn con hổ này rất là hung dữ đấy các bạn ạ. Thấy chưa? Kêu tiếng kêu của nó rồi go go. Nếu mà thấy người sẽ cắn người luôn. Tiếng Anh sẽ tên là tiger và sẽ kêu go. Con thì đáng sợ không? Đây là con quạ quạ. Đây là con vịt đấy các bạn ạ. Tiếng Anh sẽ là con. Tiếng Anh sẽ là đắc. Tiếng Việt sẽ là con vịt. Mình đã học qua những con động vật xong rồi. Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn hãy nhớ những con động vật này với mình nhé. Rồi sau mình lại dạy tiếp các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn.